Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý, ngày này là ngày Mộ Ngọ, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày mậu ngọ, tức chi sinh can, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp ân, về nạp âm, thiên thượng hỏa, kỵ tuổi, nhâm tý, giáp tý, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dậu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính tí, giáp tí, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao nguyệt giải tốt mọi việc sao yếu in thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao đại hồng sa tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc Sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao cô hồn, xấu đối với cưới hỏi, sao sát chủ, xấu mọi việc, sao lọ ban sát, kỵ khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ cưới hỏi. Và đặc biệt là, ngày 26 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy không nên làm việc trọng đại bất kể là đối với tuổi nào trong ngày. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 và xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi Tý đang có điểm báo hôm nay không phải là một ngày suôn sẻ với bạn và bạn tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy sự sự cực đoan khi vấp phải ý kiến bất đồng từ người khác nữa nhé. Và với bạn tuổi tí, chính cái điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới cái mối quan hệ xã giao mà bạn đã xây dựng từ bấy lâu. Những cảm xúc ức chế cũng gây ra các vấn đề về sức khỏe của bạn tuổi tí như là đang có cơn đau nửa đầu, cảm giác chán trường khi ăn uống nữa bạn tuổi tí nhé cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. cái điều này làm cho bạn tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm và kiên nhẫn để lắng nghe nửa kia của mình hơn và đừng có bao giờ trút những bực dọc vào người ấy. nếu không bạn sẽ tự tay để cái mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt đó bạn tuổi Tý nhé và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có chính Ấn độ mệnh mang về những cơ hội mới để cho bạn mệnh tuổi Tý có thể thăng tiến trên cái côn đường công danh sự nghiệp của mình và với bạn hãy bắt đầu cơ hội đúng lúc và đừng có ngần ngại thử sức với những cái mới mẻ cho dù có vấp ngã thì bạn vẫn giành được những kinh nghiệm quý báu với mình nữa nhá. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim tài lộc hạ quan tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy tình cảm trục trặc tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa có cơ hội thăng tín tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc hòa đồng với mọi người vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm, 3 sao. Con số may mắn, số 1, số 4, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ Màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu có thể sẽ gặp không ít những chuyện rắc rối phức tạp trong ngày hôm nay và ngày này đối với bạn tuổi Sửu bạn đang gặp ngày Sửu ngọ tương hại cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Sửu dễ gặp phải thị phi do những kẻ tiểu nhân ganh ghét gây ra cho bạn bạn mệnh tuổi sửu cảm thấy bất bình khi rõ ràng bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng thành quả cuối cùng dành cho bạn lại là quá ít còn những kẻ chẳng cần bộ công sức thì lại An nhàn hưởng thụ Thật ra cuộc sống vốn không công bằng Ta chỉ cần làm hết sức Để không thẹn với lòng mình Là được bạn tuổi xỉu nhé và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi sửu dù có gặp phải không ít cái chuyện bực mình thế nhưng có chính tài phù trợ tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của bạn tuổi sửu đều đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao năng lực của bạn cái điều này rất tốt cho sự nghiệp tương lai của bạn tuổi sửu nữa rồi nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu ngủ ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại có phần được tốt đẹp, tình cảm giữa bạn mệnh với nửa kia đang tiến triển rất chi là thuận lợi, sự chăm sóc và thấu hiểu của người ấy là niềm an ủi không nhỏ cho bạn tuổi Sửu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì phải buôn chuyên với cuộc đời này nữa nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim gặp hỏa thị phi tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy gặp mâu thuận khó giải quyết tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa được đánh giá cao về năng lực tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ công danh thăng tín tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc có tinh thần trách nhiệm về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 0, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ V tuổi dần thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần bạn vốn là tuyếp người nhiệt tình và hòa đồng nên nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người dù bất kể ở nơi đâu nữa nhé. Chính vì vậy mà với bạn tuổi dần khi gặp phải khó khăn bạn luôn nhận được sự giúp đỡ nhờ vậy mà công việc với bạn diễn ra rất chi là xôn xỉa. Và trong ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ. Cho nên với bạn tuổi dần đang có được những cơ hội để thể hiện bản lĩnh và năng lực cá nhân của mình nữa. Cái điều duy nhất mà bạn tuổi dần trong ngày này là cần phải rèn luyện cho bản thân mình tính nhận nại để tránh nhiệt tình lúc đầu rồi bộ dỡ dựa chừng khi hết hứng thú nhé. Và với bà tuổi dần, việc làm đến nơi đến chốn cũng là tố chất của những người thành công nữa bạn tuổi dần nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim xuất hiện. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần nên có cách ứng xử khéo léo với những vấn đề chia bè chia phái ở trong công ty, cơ quan. Cái quan trọng là bạn nên nghỉ cho lợi ích chung của công ty và bạn hãy thể hiện rõ lập trường của mình cũng như là có một tầm nhìn xa trong rộng khi đó bạn có thể tồn tại dù có hay là không phụ thuộc về phía nào nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nên tránh các xung đột về lợi ích. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa được mọi người giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ công việc thuận lợi, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, hòa đồng với tập thể, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, rèn luyện thêm sự nhận nại. Về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này do ảnh hưởng của cục diện ngộ hành mão ngọ tương phá, cho nên với bạn mệnh tuổi mão có thể làm việc rất vất vả trong ngày hôm nay, nhưng gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Hơn nữa, trong chuyện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay cũng không được như ý. Cái điều này khiến cho tinh thần của bạn tuổi mão vô cùng là chán trường và uể oải, người ấy lên án bạn thiếu sự tinh tế và không quan tâm tới cảm xúc của người ta, trong khi bạn thấy đối phương chỉ đang chuyện bé xé ra to, khiến cho cái mối quan hệ của cả hai lâm vào thế bí nữa nhé. Trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi mão, bạn liên tục chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, khiến cho đầu óc của bạn thiếu đi sự tập trung. Cái điều này làm giảm hiệu quả công việc của bạn một cách rõ ràng và nếu như bạn không tự cân bằng về vấn đề này sớm thì rất có thể mọi chuyện sẽ càng cam go hơn nhé. Bù lại, trong ngày này với bạn tuổi mão ngũ hành tương sinh đem đến cho bạn đầy ấp những ý tưởng mới mẻ chỉ cần bạn biết cách vận dụng chúng thì chắc chắn bạn sẽ nhận được sự đánh giá vô cùng là tích cực từ cấp trên với bạn nữa nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tinh thần uể oải tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tràn ngập ý tưởng mới mẻ tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nên điều chỉnh cảm xúc để không ảnh hưởng đến công việc tử vi tuổi tân mão thuộc mộc có cơ hội thể hiện năng lực của mình tử vi tuổi quý mão thuộc kim tình cảm có dấu hiệu rạn nứt và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 3 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này giúp cho bà tuổi thìn đang có được nguồn tài lộc vô cùng là tốt trong ngày hôm nay và với bà tuổi thìn chẳng cần phải cố gắng quá nhiều nhưng tiền bạc cứ tự động chạy vào túi của mình nữa nhá. Vào cái thời điểm này, may mắn hiếm hôi này khiến cho bạn tuổi thìn làm trong lĩnh vực đầu tư thì đừng có nên bỏ qua những cái cơ hội hợp tác quý báu với mình. Lo lắng là điều cần thiết, xong đôi khi cần nên một chút máu liều sẽ giúp cho bạn nhận được những khoản lợi nhuận khả quan với mình bạn tuổi thìn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày hỏa thổ tương sinh cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi thìn đang có được vận đào hoa khá chi là vượng sẽ giúp cho bạn tuổi thìn đối với những bạn đang còn độc thân sớm tìm được một nửa thích hợp với mình và bạn hãy cứ tự tin và hưởng thụ cuộc sống bởi tình yêu có thể đến vào lúc bạn không ngờ tới nhất nữa nhé quan về phương diện sức khỏe của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này vấn đề sức khỏe của bạn cũng không có vấn đề gì đáng phải lo ngại trong ngày hôm nay. Nhưng cũng không nên vì thế mà bạn mệnh chủ quan, bạn vẫn nên rèn luyện cơ thể nhiều hơn thay vì cứ luôn ngồi một chỗ nữa. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa có nhiều cơ hội hợp tác, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tiền tài được dư dả tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc vận đào hoa khá vượng sắc, từ vi tuổi canh thìn thuộc kim nên rèn luyện sức khỏe thường xuyên tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy chuyện làm ăn có nhiều thứ phải lo và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi than. Từ vi tuổi tỷ thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020, xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỷ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này nhờ có sự xuất hiện của cục diện ngũ hành tam hội cho nên với bạn tuổi Tỵ sẽ có được cơ hội được gặp quý nhân giúp đỡ để giải quyết những vấn đề đang làm khó bạn trong những ngày này nhé. Và với bạn tuổi Tỵ nhân cơ hội này bạn cũng nên đối mặt với tất cả những vấn đề đang còn tồn động bấy lâu và xử lý gọn gàng luôn để không còn cảm giác mắc nợ ở trong lòng, không dọn những cái cũ đi thì làm sao có thể đón nhận được cái mới phải không bạn tuổi Tỵ nhá trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi tỵ trở nên khá chi là bận rộn với việc thực hiện những cái kế hoạch vươn tới những gì mà bạn hằng mơ ước nữa những tín hiệu khả quan. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ đang đi đúng hướng, đúng đường. Và nếu như bạn giữ nguyên được phong độ này thì chẳng còn lâu nữa bạn sẽ nắm được những thứ mình muốn ở trong tay nữa rồi. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ chỉ cần rũ bỏ được sự nhút nhát của mình, mạnh dạn hơn và dứt khoát hơn nữa. Đừng để cho những sự do dự kéo chân bạn lại trên cái con đường thành công đã định sẵn từ trước đó bà tuổi tỷ nhé. Vài tử vi tuổi ất tỷ thuộc hỏa, tình cảm ổn định, khăng khít, tử vi tuổi đinh tỷ thuộc thổ, đích đến thành công, không quản xa nữa, tử vi tuổi kỷ tỷ thuộc mộc có quý nhân giúp đỡ, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần rụ bủa sự nhút nhát rụt rè từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên quyết đoán hơn nữa về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình. Cái điều này khiến cho bạn tuổi ngọ đang bị đè nén rất nhiều tâm sự ở trong lòng và với bà tuổi ngọ rất muốn chia sẻ với người khác nhưng lại chẳng biết nói với ai nói ra làm sao dự ở trong lòng thì cứ rối rắm nghĩ mãi không thông nữa hàng loạt những cảm xúc yêu phiền này khiến cho bà tuổi ngọ cảm thấy uể oải và cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Bạn như một ngọn núi lửa chỉ trực chờ phun trào, bất cứ một sự khiêu khích nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho bạn bùng nổ nữa đó bạn tuổi ngọ nhá Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi ngọ là người thông minh, nhanh nhạy, xong nhược điểm khá hiểu khá hiếu thắng, chính cái tính cách này của bạn sẽ khiến cho bạn thường vội vàng đưa ra những quyết định dễ gây sai suốt vốn có thể hoàn toàn tránh được nếu như bạn cân nhắc một cách kỹ càng nhé. Và ngày này đối với bà tuổi ngọ cũng đang gặp ngày họa họa tương hợp. Cái vận đào hoa của mệnh chủ đang rất chi là vượng, nếu như đối với những bạn đang quản độc thân hãy mở lòng mình cho đối phương cũng là cho chính mình thêm cơ hội. Bạn cần phải mạnh mẽ bước qua quá khứ để đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong tương lai với mình nữa bạn tuổi ngọ nhé. Và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tâm trạng thất thường, dễ nội nóng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sức khỏe không ổn, tinh thần nhạy cảm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa đào hoa nở rộ, nên dũng cảm bước qua quá khứ, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên cân nhắc kỹ càng mọi vấn đề, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần kiểm soát sự hiếu thắng vội vàng của mình. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu tím, quý nhân phụ trợ, tuổi Tuất tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi Mùi thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mùi ngọ nhị hợp cái điều này rất chi là tốt cho cái mối quan hệ hợp tác trong công việc làm ăn với bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đôi bên có sự tôn trọng nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau tất nhiên vẫn không thể tránh được những thời điểm bất hòa nhưng sau khi mọi chuyện rõ ràng thì hai người càng thêm phần tin tưởng hơn nhau nữa nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mùi chính tài chiếu mệnh, cái điều này mang đến cho bạn tuổi mùi có được tin mừng, nguồn thu tài chính cho bản mệnh rất chi là tốt. Hiện tại bạn đang có thể yên tâm thực hiện những cái kế hoạch mà bản thân mình đang theo đuổi, nên tránh những hành động thiêu cảm tính để không vấp phải những rủi ro dẫn đến tán tài bạn tuổi mùi nhé ngoài ra trong ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi bản mệnh cũng nên đặt ra cho mình những mục tiêu cũng như là tham vọng cụ thể hơn cho tương lai của mình chứ không nên bằng lòng với hiện tại bạn hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa và tạo dựng được một sự nghiệp đáng nể nữa nhé với bạn tuổi Mùi, nếu có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, bạn nên chọn những hướng tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn. Như thế là Hỷ thần hướng Đông Nam và Tài thần hướng chính Bắc sẽ giúp cho bạn gặp nhiều may mắn bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, tránh hành động thiêu cảm tính. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nên tham vọng hơn. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, có tin mừng về tài chính. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, yên tâm theo đuổi mục tiêu. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi Mão tuổi ngọ. Từ vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên quan gây họa cái điều này gây ra không ít rối rắm khó lường cho bạn tuổi thân trong ngày hôm nay điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi thân cần có những tính toán cẩn trọng và chỉn chu trong công việc của mình để không tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân phá hoại công sức mà bạn đã gây ra nhé Hôm nay cũng là ngày mà với bà tuổi thân dễ bị kích động, thậm chí là trở thành người ngang ngược khi góp phải ý kiến trái chiều của người khác. Mọi khi có một quan điểm riêng với bà tuổi thân có thể tranh luận để đôi bên hiểu được ý tưởng của nhau nhưng cần phải hết sức bình tĩnh, tránh biến thành công cuộc cãi vã gay gắt sẽ ảnh hưởng tới hòa khí chung bà tuổi thân nhé. Và trong cái vận trình của bạn tuổi thân ngày thứ tư này, bạn cũng đang gặp ngày có họa kim tương khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại có phần không được tốt đẹp chua lắm. Và với bạn, đừng có cố gắng gượng ép bản thân mình, nhất là về chuyện tình cảm. Tình yêu phải đến từ cả hai phía và có sự đồng điệu về cảm xúc cũng như là tâm hồn nếu như bạn cảm thấy đối phương không thuộc về mình nữa thì hãy dụng cả buông tay để tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy không nên nóng nảy kích động tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tránh xa các cuộc tranh luận gay gắt tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên học cách lắng nghe nhiều hơn tử vi tuổi canh thân thuộc mộc tình cảm không thể gược ép tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim làm việc cẩn trọng để không tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 4 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang có điểm báo cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt đẹp cho lắm. Mối quan hệ giữa bạn tuổi dậu và người ấy đang đứng trên bờ vực rạn nứt, liên tiếp những hiểu lầm không được tháo gỡ kịp thời khiến cho cả hai dần đánh mất niềm tin với nhau nhé. Ngọn lửa ghen tuông vốn đã cháy âm ỉ ở trong lòng bạn chỉ chờ thời cơ hội này để chia mở lý trí của bạn Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dậu là bạn hãy thử bình tâm lắng nghe lời giải thích của người ấy, cho đối phương một cơ hội để hòa giải những cái mâu thuẫn cũng như là cho cả hai cơ hội để hàn gắn tình cảm với nhau nữa, bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh, lời khiên ngợi của cấp trên chính là động lực để cho bạn tuổi Dậu làm việc hết mình nhân đà này bạn mệnh tuổi giàu phải cố gắng hơn nữa để khẳng định năng lực của bản thân mình có như vậy con đường thăng quan tiến chức của bạn mới thêm phần được bằng phẳng rộng mở hơn nhé việc của đối thủ cạnh tranh nhìn theo hướng tích cực thật ra là việc tốt đối với bạn bởi nó sẽ thúc đẩy bạn vượt qua giới hạn của bản thân mình tuy nhiên bạn hãy thể hiện sức mạnh của sự tự tin riêng của mình Chứ đừng có mãi mê chạy theo người khác Chỉ vì tâm lý hơn thua bà tuổi giàu nhé Về tử vi tuổi ất giàu thuộc thủy Nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn Tử vi tuổi đinh giàu thuộc hỏa Kịp soát ngoạn lửa ghen tuông Tử vi tuổi kỷ giàu thuộc thổ Được cấp trên khiên ngợi Tử vi tuổi tân giàu thuộc mộc bứt phá vượt qua giới hạn của bản thân, tử vi tuổi quý giàu thuộc kim lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Về đánh giá của ban tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt. Từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cho nên với bà tử tuất trong ngày hôm nay càng nổi bật với những cái thế mạnh của bản thân mình trong việc kiếm tiền. Với sự nhạy biến và thông minh sẵn có tài lộc của bạn Chủ yếu đến từ nghề tay trái chứ không phải là công việc chính của bạn trong ngày hôm nay bạn tuổi tuốt nhé Nhân cơ hội này nếu có vấn đề gì liên quan tới tiền bạc, quản khúc mắc Bạn mệnh nên xử lý sớm ngay trong ngày hôm nay Bởi có thể sẽ có được người hỗ trợ tài chính mang lại may mắn bất ngờ Để cho bạn cải thiện được nguồn thu nhập với mình nữa nhé trong ngày này đối với bạn tuổi tuất thiêu thuyết ngũ hành âm dương họa sinh cho thổ vui vượng bạn bận rộn với công việc để lo cơm áo gạo tiền là cái điều cần thiết nhưng cũng cần phải dành sự quan tâm đến gia đình của mình nếu bạn không biết cách hâm nóng tình cảm vợ chồng đúng lúc rất có thể những cố gắng và hy sinh của bạn bấy lâu sẽ thành vô ích nữa và ngày này đối với bạn tuổi tuất thời tiết tuyệt đẹp bạn hãy dành thời gian cho một buổi hẹn hò đầy bất ngờ với người bạn đời của mình. Đã rất lâu kể từ lần cuối, hai bạn có thời gian riêng tư bên nhau rồi. Và đây là cách hâm nóng tình cảm rất hiệu hiệu cho bạn đối với bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tiền bạc được dồi dào, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ có người giúp đỡ để cải thiện nguồn thu nhập với mình, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc Kiếm tiền từ nguồn thu tay trái tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim cần cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình tử vi tuổi nham Tuất thuộc Thủy nên hâm nóng tình cảm vợ chồng về đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang nhờ có được sự giúp đỡ của thiên ấn chiếu mệnh cho nên với bà tuổi hợi sẽ đón nhận một ngày chẳng những công việc được thuận lợi mà cái vận đào hoa của bạn cũng vượng vượng vận không kiếm nhá với bạn tuổi hợi vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng đây có thể coi là thời điểm vàng để cho bạn nỗ lực giành lấy thứ mình mong muốn tăng tiền tài lộc về mình nữa. Thời điểm bạn tập trung cho công việc chính là lúc bạn tỏa ra sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là đối với những người khác phái, cứ thế mà bạn khiến cho không ít trái tim rung rinh mà không hề hay biết nữa nhé điều đó sẽ rất có lợi đối với những bạn tuổi Hợi đang còn độc thân tăng khả năng tìm thấy một nửa thích hợp với mình. Xong, nó cũng sẽ gây ra không ít rắc rối đối với những bạn đã có gia đình. Đây chính là họa đào hoa mà bạn tuổi Hợi cần phải khiếu liếu tránh thoát để không tự khiến cho bản thân mình lâm vào tình huống khó xử nữa. Ngũ hành tương khắc trong ngày thứ tư này cái điều này cũng sẽ ảnh hưởng một phần tới sức khỏe của bản mệnh tuổi Hợi. Thời tiết thay đổi thất thường và không khí khô hanh sẽ khiến cho bản mệnh tuổi Hợi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Uống nhiều nước rèn luyện thân thể nhiều hơn để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể mình là điều rất cần thiết nữa bà tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa đào hoa rực rỡ tử vi tuổi Đinh Hợi Thuộc thổ nỗ lực giành lái thứ mình muốn tử vi tuổi Kỵ Hợi thuộc mộc cần tránh đào hoa 6 tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim sức khỏe suy giảm tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy thời điểm vàng để cho bạn kiếm tiền về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6 số 8 Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.